Em xin kính chào toàn thể các anh, các chị, các bạn yêu Lan Dương. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2020, cũng là ngày mùng 1 đầu tháng, bước vào một tháng mới. Kênh Hoa Lan, Vườn Lan Trung Mã, Cao Bằng, bản thân em, thay mặt tất cả các anh chị em, các bạn ở mô hình chúng em, xin được chúc toàn thể các anh, các chị, các bạn đam mê Lan Dương, các bạn bè chiến hữu gần xa, các anh chị em là bạn bè của kênh Hoa Lan, Vườn Lan Trung Mã, Cao Bằng và tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn đang xem video của buổi sáng ngày hôm nay. Một tháng mới sức khỏe, một tháng mới an nhiên, một tháng mới bình an và một tháng mới thật là gặp nhiều may mắn ạ. Ngày hôm nay thì kênh Hoa Lan của nhà chúng em sẽ có một cái chương trình rất là hay để chào mừng một tháng mới đến. Và hôm nay thì em sẽ có 3 cái mặt hàng bán giảm giá kèm bao ship cho tất cả quý vị anh chị các bạn chốt đơn hàng nhân ngày đầu tháng này. Sản phẩm của gia đình chúng em chốt trong 3 đơn hàng chúng em giới thiệu trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là một chậu kiếm phan trí lá sân, một khóm phi điệp xanh sạch không ngấn gì cả, và một chậu phi điệp có một tí ngấn ở trên cổ lá. Đây là tất cả hai khóm phi điệp, là tất cả những khóm đều là hàng xổ số. Và tiếp theo thì chút nữa thì em sẽ nói những cái mặt hàng hàng khác bán thêm. Tuy nhiên rằng là trong ba cái sản phẩm này thì em muốn giới thiệu kỹ hơn một tí. Các anh, các chị, các bạn ưng sản phẩm nào, liên lạc ngay qua số điện thoại 0868376205. Và ngày hôm nay rất là hân hoan và rất là phấn khởi khi em được bao ship cho tất cả quý vị anh chị các bạn trong những đơn hàng của video ngày hôm nay. Con này thì bản lá khoảng 5,5 cm đến 6 cm ạ. Đó, con này là con kiếm phan trí lá sân, một mẹ một con, cây rất là đẹp. Cái này thì nó hơi bị sần nhẹ một tí thôi. Giá em bán cho phiên ngày hôm nay giảm giá đấy các anh chị nhá, với giá là 9 triệu đồng bao ship cho chậu lan kiếm tiên kiếm phan trí lá sần này. Chậu kiếm phan trí lá sần với giá 9 triệu đồng bao ship, và em sẽ nhổ cây ra. Em gửi cây không gửi chậu, bởi vì là cái dòng lan kiếm này nó rất là dễ trồng thôi, rất là dễ trồng và rất là dễ chăm thôi ạ. Và mời mọi người ngắm lại tổng quan của cái giò lan kiếm phan trí lá sần này. Cây rất đẹp luôn các anh chị nhá. Cây rất là đẹp. Bản lá rất là to. Cây rất là to và rất là phê luôn. 9 triệu đồng bao ship cho quý vị anh chị các bạn. Em nhổ cây ra bán chứ không gửi cả chậu. Sản phẩm thứ hai em muốn giới thiệu tới quý vị anh chị các bạn, đó là một khóm xanh sạch. Một khóm phi điệp Cao Bằng xanh sạch. Gồm có 2 mầm. Em sẽ quay cho mọi người nhìn thấy là nó sẽ không bị ngấn cổ bất cứ một cái cổ lá nào. Một cái cổ lá nào. Ở đâu còn có một giò nữa nhỉ? Cái này thì em sẽ quay cho mọi người từng ngọn một và báo giá luôn. 1,5 triệu bao ship cho 2 cái mầm này. Giá này thì rất rẻ và đã kèm có phí ship rồi. Cặp này là một cặp cực đẹp luôn. Đây. Là một cặp cực đẹp luôn. Đó. 1,5 triệu bao ship cho cặp xanh sạch này. Báo cáo anh chị các bạn, cặp này quá đẹp luôn ạ. Đấy ạ. 1,5 triệu bao ship. Tiếp theo, ở đây còn có 3 thân nữa. Đây. 3 thân này và tất cả chỗ này luôn này. Đây này. Cái này em tách ra từ những cái thân trước. Và tất cả những cái này luôn. Nó sạch hết, không tì vết gì luôn. 3 thân này. Bác nào lấy em lấy với giá là 2,4 triệu bao ship ạ. 2,4 triệu bao ship ạ. Mọi người nhìn thấy thân nó rất là sạch luôn ạ. Ở trong chậu đất nung nhé, cái này thì em cũng nhổ ra thôi. Gửi cây không gửi chậu, không gửi giá thể. Bởi vì em đảm bảo cái cây cho khách hàng, đảm bảo cây cho mọi người là cây nó sẽ không bị làm sao cả. 2,4 triệu bao ship chậu này. Đó. Và cuối cùng, muốn giới thiệu thêm một sản phẩm nữa tới quý vị anh chị các bạn, đó là một chậu thuần. Chậu này thì bao nhiêu năm rồi chưa có hoa các bác ạ? Chậu này xin phép được báo giá với giá là 1,5 triệu bao ship. 2 mầm, mỗi mầm một mầm dài 40 cm, một mầm 30 cm. 1,5 triệu bao ship. Và vừa rồi là 4 sản phẩm em muốn giới thiệu tới quý vị anh chị các bạn, và em bao ship cho tất cả mọi người về 4 sản phẩm ngày hôm nay em bán hàng.
cho các anh, các chị, các bạn nhân ngày đầu tháng là chúng ta lựa chọn được những sản phẩm đẹp, những cây xanh sạch đẹp để chúng ta quay xổ số. May mắn cho cả tháng, cả năm luôn ạ. Con sản phẩm mọi người xem qua. Vâng, kết thúc phần thứ nhất rồi. Và phần thứ hai, em xin phép giới thiệu tổng quan qua vườn của em nhân ngày một, nhân ngày mùng 1 một tháng mới. Thì cũng mong tất cả các anh chị đăng ký video, đăng ký kênh của nhà em thêm nữa để chúng em được có cơ hội tiếp cận cũng như giao lưu tương tác nhiều hơn với anh chị em yêu lan rừng. Phần thứ hai, em sẽ giới thiệu tổng quan về nhà vườn em. Lâu lâu em phải giới thiệu để cho mọi người biết tới là kênh nhà em phát triển, hình thành và gắn bó với nghề trồng lan từ bao giờ. Hiện tại thì trải qua gần hơn 9 năm gắn bó với nghề trồng lan rừng. Bản thân em thì tiếp cận với thế giới lan rừng cũng gần được em cũng gần được hơn 20 năm rồi đấy, bởi vì là em sinh ra thì ở gần núi thôi nên là va chạm tiếp xúc với lan rừng rất là lâu rồi. Tuy nhiên là để làm được mô hình và để phát triển được mô hình như này thì em làm trải qua cũng gần 10 năm gắn bó với nghề trồng lan và phát triển mô hình hoa lan rừng. Đến nay thì gia đình chúng em cũng đã có đầy đủ các giống phong lan rừng từ phong lan, địa lan, lan kiếm và lan hai. Thì kinh doanh chủ yếu là các dòng giáng hương và lan phi điệp tím. Đấy là hai dòng lan chủ đạo mà gia đình chúng em kinh doanh. Thì mọi người đến với kênh nhà em với sản phẩm, em đảm bảo cho mọi người là chất lượng, ngon, bổ, rẻ và thái độ phục vụ nhiệt tình cho tất cả các anh, các chị, các bạn khi mà đã đến với kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. Và bình thường thì chúng em những ngày đầu tháng, những ngày cuối tháng chúng em sẽ có những cái chương trình tri ân khách hàng, có những chương trình tặng quà cho khách hàng trong những buổi bán hàng. Chính vì vậy rằng là sẽ tăng thêm cái phần hấp dẫn cũng như là gắn kết giữa khách hàng và với nhà vườn thêm. Đây là vườn phi điệp tím mà em đã xuống giống từ năm 2019, tức là thảo vào khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2019. Thì em cắt giống ươm hom và xuống. Sản phẩm này thì đến năm thứ hai, tức là bước sang năm 2021, khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2021, vào thời điểm này, tháng 9, tháng 10 năm 2021 thì mới bắt đầu tách bán thì cây mới khỏe đẹp được. Còn hiện tại bây giờ thì cây đang kỳ là kỳ năm 1 nên em chưa có bán cái lô này. Lô này rất đẹp luôn, lô này có thể là nó sẽ mang lại một cái nguồn thu cũng như là một cái lợi nhuận khá là lớn cho nhà vườn bởi vì kỳ khá đẹp. Đó. Với mô hình này và với cách làm này, nhà em đã làm từ năm 2018 tới giờ, tức là mới được hơn 2 năm thôi. Thì em thấy nó hiệu quả và nó rất là tuyệt vời. Dễ trồng, dễ chăm sóc và dễ bảo quản cũng như là dễ chăm bón. Đấy. Thì những cái khó khăn bước đầu thì nhiều lắm ạ. Khó khăn bước đầu thì có sự phản đối của gia đình, bạn bè, xã hội. Lúc từ năm 2010, 2011 thời điểm đấy làm là thời điểm tiền chiến. Đấy, thời điểm mà chúng em mới bắt đầu va chạm vào cây lan rừng để buôn thực sự, để làm sản phẩm trồng thực sự. Chứ còn va chạm vào cây lan rừng trong tự nhiên thì va chạm nhiều rồi. Đó, đấy là chúng em bắt đầu tập trồng và tập kinh doanh hoa phong lan. Cũng rất là may mắn khi được sự ủng hộ của khách hàng, của đông đảo người chơi lan rừng trong nước. Các tỉnh bạn thì cũng đã cố vấn và cũng đã giúp đỡ nhiệt tình. Thì cho đến nay thì gần 9 năm, 10 năm gắn bó với nghề trồng lan thì gia đình chúng em cũng đã có những cái thành quả nhất định và khẳng định được tên tuổi, vị trí, vị thế cũng như là uy tín trong thế giới lan rừng. Đấy. Nhắc đến vườn lan Trung Mã Cao Bằng nói chung và nhắc đến Facebook Lan Rừng Cao Bằng thì hầu như các anh em bạn bè ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và các anh chị em ở các, nói chung là các tỉnh lân cận thì đều biết đến. Thậm chí các anh ở miền Trung, miền Nam cũng đều biết đến mô hình của nhà em. Đấy. Với nick Facebook em sử dụng ở trên Facebook là Lan Rừng Cao Bằng. Em đã lập Facebook đấy từ năm 2011. Và cái nữa là fanpage của em là fanpage Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. Nó chung với lại cái kênh YouTube của em, kênh YouTube của nhà em. Đấy, nó chung với kênh YouTube. Và với vườn của em hiện tại, cái vườn này thì riêng khu phi điệp này thì nó rộng tầm khoảng 2.500 m2. 2.500 m2, phủ kín toàn bộ kỳ kiến phi điệp và cây bố mẹ. Hàng năm thì chúng em chỉ cắt kỳ này ra ươm thôi. Đấy. Phục vụ đông đảo tất cả anh chị em chơi dòng lan truyền thống này ạ. Đấy. Nó rất là hay và cũng em thấy nó rất là nhẹ đầu. Nó không có cái sự ảnh hưởng nặng lắm về tư tưởng cũng như là
về phong thái, bởi vì em làm cái này vừa làm vừa chơi vừa kinh doanh. Đấy. Cũng rất là may mắn khi năm 2018 em sổ ra cây, và cái cây thì em cũng bán được gần 3 tỷ. Để đổi lại cả một cái vườn lan phi điệp của em ươm em mua bao nhiêu năm nay và em nhân giống bao nhiêu năm nay, thế là sổ ra cây là em mới nhẹ nhàng và em mới thoải mái như bây giờ. Và bây giờ thì em vừa làm vừa chơi vừa kinh doanh. Mọi người đến với kênh nhà em thì em bán với giá cả các loại giá cả. Đấy, các loại giá cả. Tuy nhiên là em dám cam kết với mọi người là kênh nhà em bán lan rẻ. Dám cam kết như vậy. Rồi, ok. Với tầm khoảng chỗ này thì vừa rồi em xuất đi khoảng gần gần 6.000 giò kiến phi điệp rồi. Cái kiến phi điệp ở phía kia rồi. Đấy, em xuất đi gần 6.000 giò phía bên kia rồi. Cả hiện tại bây giờ còn có tầm khoảng hơn 1 vạn giò. Thì em để lại và em bán túc tắc dần, nhưng mà khả năng để lại là nhiều, bởi vì là nó sang năm thì kỳ năm 2 nó sẽ đẹp hơn. Cái lỗ phía bên trong thì nó rất nhiều đấy, nó như là những cái ruộng phi điệp. Còn phía trên là rơi vào tầm khoảng hơn 3.000 cây bố mẹ, hơn 3.000 chậu bố mẹ, thì em chia ra làm hai phần. Cái phần mà được che mưa bên kia thì cây bố mẹ nó phát triển chậm hơn một tí, nhưng cái tỷ lệ thối với cái lượng thối của nó không có. Đấy, phần che mưa ạ. Đấy, phần che mưa là hầu như là cái phần bị thối nhũn với lại bị bệnh sâu bệnh là hầu như không có. Đấy. Nhưng ngược lại ở phía bên này, phiên cái nửa bên không che mưa này các anh chị ạ, nó vẫn bị thối. Đây, cây to đẹp, mọc cực kỳ đẹp mà vẫn bị thối. Cái này thì vô phương cứu chữa thực sự. Phun phòng bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Đấy, phun phòng bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Bởi vì là mưa 1 2 ngày 3 ngày thì không sao, nhưng mưa đến cả 1 tuần 1 tháng thì không có cái cây nào nó chịu được, kể cả cây trồng trong đất còn bị chết thối, chứ còn đừng nói là cái cây phong lan này. Đấy, thì cái biện pháp duy nhất của nhà em sử dụng cái biện pháp phun phòng là chúng em chỉ phun nước vôi thôi. Nước vôi trong chúng em phun 1 tuần 2 lần hoặc là 1 tháng 2 lần, tùy theo độ mưa và tùy theo thời tiết. Đó, đấy là về cách làm của nhà em. Tôi quy luật tự nhiên, cây mấy nghìn giò mà chết 1 2 mầm thì thực ra cũng rót, nhưng mà thôi nó cũng đáng kể so với cái trữ lượng lan của em nhiều như thế này. Đó. Ok, kết thúc phần phi điệp ở phía trên này nhỉ. Em giới thiệu thêm cho tất cả quý vị anh chị các bạn. Thêm ở tầng trên này là tầng cao nhất nhé. Tầng trên này là tầng cao nhất, cái vườn của em cao 9 mét. Đấy, ở trên cao nhất là cái sàn trên cao nhất là em trồng phi điệp và ươm phi điệp ở trên này. Còn tầng thứ hai là cách mặt đất tầm khoảng 5 mét, 4 mét rưỡi 5 mét. Đó là em tận dụng để trồng giáng hương đuôi cáo. Quý vị anh chị ạ, giáng hương đuôi cáo, đuôi chồn, đuôi sóc, hoàng nhạn, bạch nhạn, tam bảo sắc. Ok. Đây là vườn thứ hai của nhà em gồm có chồn, sóc, cáo, bạch nhạn, hoàng nhạn, tam bảo sắc. Nhà em trồng sản phẩm này và đã làm sản phẩm này từ năm 2010, 15, 16 rồi. Tức là nhà em đã duy trì cái mô hình kiểu như thế này từ năm 2015, 2016 rồi. Em thấy nó hiệu quả và nó mang lại cái nguồn doanh thu hơn tất cả những các lĩnh vực nông nghiệp khác. Đây là chia sẻ của một người nông dân chân thành nhá, một người nông dân chân chất ạ. Em nó thấy hơn, thấy nó lãi suất hơn tất cả các sản phẩm nông nghiệp khác mang lại, thì nhà em vẫn duy trì và nhà em vẫn làm. Cái lô lan đôi sóc đôi chồn tam bảo sắc này thì em vừa vào được khoảng 1 tháng. Và hiện tại bây giờ các anh chị có nhìn thấy là nó có những cái lá gốc của nó vẫn thối. Những lá gốc của nó vẫn thối nhé các anh chị nhé. Đấy, hiện tại bây giờ cây đang nở lá và đang bắt đầu hiện tượng có những cái rễ mới mọc ra rồi. Em không phun thuốc kích rễ, không phun cái gì cả đâu nhé. Treo hoàn toàn tự nhiên. Đấy, treo hoàn toàn tự nhiên. Chỉ cần độ ẩm của nước nó đầy đủ là cây nó tự ắc có rễ. Tuy nhiên là cái bộ rễ của nó sẽ không được nhiều như là anh em sử dụng chế phẩm, sử dụng kích thích. Nhà em thì nói không với chất hóa học, nên là cây que các thứ mọi cái nó màu nó không được đanh, như không được xanh thẫm như là các vườn khác. Đó. Em không nói xấu và em cũng chẳng nghĩ cả, mỗi vườn một cách chăm sóc, mỗi vườn một cách trồng, nhưng tuy nhiên là nhà em làm chậm mà chắc. Đấy. Không nói không với chất kích thích, nói không với chất hóa học. Đây là vườn cũng rộng bằng đấy nhá, tức là tầng trên phi điệp rộng bằng nào để phi bên dưới là sóc chồn tam bảo sắc nó rộng bằng đấy. 2.500 là bên dưới cũng 2.500. Chúng em làm hệ thống đường đi này của em cao 1 mét 60. 1 mét 60 ạ, 1 mét 60 thì đi nó hơi chạm ạ. Đi nó hơi chạm. Đấy. Tuy nhiên chúng ta đi chúng ta phải lựa lựa 1 mét 60 trở xuống. Phía trong kia là một vườn kiếm nữa. Kiếm kia em cũng mới trồng được hơn 1 tháng. Đấy. Trồng một tạ kiếm để
thi thoảng có cây bán giao lưu với mọi người. Chủ yếu là cáo trồn tam bảo sắc là nhiều các anh chị ạ. Đấy, cáo trồn tam bảo sắc này, vườn cáo này, vườn trồn này rất là nhiều luôn này. Mong là cây nó phát triển tốt và tới này sẽ có cây chia cho mọi người sớm. Đây, em chẳng phun cái gì mà rễ ra rất nhiều này. Với cách làm này và với cách duy trì này thì đấy, cái gì những em nói thì em cũng đã nói hết rồi. Về về doanh thu, về lợi nhuận thì nó hơn tất cả các lĩnh vực nông nghiệp khác. Về cách chăm sóc và cách trồng nó nhàn hơn tất cả các lĩnh vực nông nghiệp khác. Nên là anh chị em hãy xem xét và hãy tìm ra những cái phương hướng định hướng cho mình, nếu anh em nào mà chưa có công việc làm nào ổn định, chính đáng, ổn định và đúng chất đam mê của mình thì chúng ta hãy nghiên cứu kỹ mô hình hoa phong lan và chúng ta hãy bắt tay vào trồng lan. Những mô hình hoa lan như bản thân em đây sẵn sàng để chia sẻ kinh nghiệm, sẵn sàng để chia sẻ những cái gì mà nhà em đã vấp phải, chia sẻ những cái gì bản thân đã va chạm, và sau đấy thì sẽ cho anh em đốt cháy giai đoạn, anh em sẽ đến đến đích sớm hơn chúng em. Bởi chúng em ngày xưa chúng em làm là đi trong bóng tối. Đấy, không có phương tiện thông tin đại chúng, không có gì hết. Làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới được như vậy và hiện tại bây giờ thì mới ổn ổn như thế này. Đấy. Bản thân em, gia đình chúng em rất sẵn sàng để chia sẻ, để giao lưu cũng như là để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm tới các anh, các chị, các bạn. Và cuối cùng ở phía dưới này là vườn cuối cùng, ở vườn cuối cùng, cái dàn cuối cùng ở trong cái vườn này, đó là một vườn cáo thấp nhất ở dưới này. Và cũng như trong các video em cũng nói với mọi người là riêng giáng hương đuôi cáo là nó rất ưa ẩm, các dòng giáng hương rất ưa ẩm, nó chỉ thích ở thấp thôi. Đấy, đi tìm ở trong tự nhiên cũng vậy, nó chỉ thích ở thấp thôi, trong núi ấy, nó không ở trên đỉnh đâu, đỉnh núi đâu, mà chỉ mạn sườn 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 hoặc ở giữa núi thôi. Đó thì là đấy, đấy là thay vào đó đặc điểm của nó như thế nào thì nhà em trồng như vậy. Đây là vựa giáng hương đuôi cáo, vựa này thì em trồng một nửa thôi nhưng nó rất là nhiều giò ạ, cái này em treo cực kỳ xít luôn. Đấy, mỗi cái hàng này thì chắc phải tầm khoảng 5-60 giò đấy, 6-7, 5-6-70 giò thì đấy. Đó, đây là tam bảo sắc. Ok. Đó. Nhà em sẵn sàng để chia sẻ, để giao lưu, để học hỏi. Và sẵn sàng, bác nào mà thực sự đam mê, bác nào, em xin phép được nhắc lại, nói lại là bác nào thực sự đam mê, bác nào thực sự chưa có công việc ổn định, bác nào mà đam mê lan, bác nào muốn gây dựng khởi nghiệp từ mô hình hoa lan rừng thì không phải mô hình em không đâu. Rất nhiều mô hình anh em có thể chia sẻ và có thể trao dồi những kiến thức với nhau. Các anh chị ạ, phía dưới kia là một vườn giáng hương đuôi cáo nữa. Phía dưới vườn dưới thì là có khoảng 5.000 giò. Em làm hàng truyền thống thôi, hàng va em cũng có, nhưng mà hôm rồi có rất nhiều video nói về hàng va rồi. Tuy nhiên là cái này thì em nói những cái video của ngày hôm nay, ngày đầu tháng, xin phép được chia sẻ về vườn nhà em. Đó. Đấy, giáng hương đuôi cáo thì cũng dễ trồng thôi các bác ạ, làm cái này nó nhàn, nó đỡ đau đầu. Và cũng thật sự với anh em là mọi người đừng sợ là thị trường nó loãng, thị trường nó không bán được, bao giờ không còn người chơi, bao giờ không còn người ngắm lan nữa thì thị trường lan mới đóng băng thôi. Còn bao giờ còn có nhiều người, mọi người còn yêu cái đẹp, mọi người còn thích cái đẹp, còn thích ngắm lan, còn thích ngắm hoa thì thị trường lan cũng sẽ còn rất là dồi dào và rất là phong phú các anh chị ạ, rất là dồi dào phong phú. Đấy, và cái nữa em muốn em cái nữa em khẳng định là chắc chắn một điều là lan sẽ vẫn còn tồn tại, là các sản phẩm nhà em, sản phẩm nhà em làm ra rất rẻ các bác. Đấy, chỉ anh em đến với kênh của nhà em chỉ 100, 200, 300, 400.000, 100-200.000 thì đã có một giò lan để chơi rồi. 100-200.000 đã có một giò lan để chơi rồi. Và đây là một vườn cuối cùng giới thiệu tổng thể với anh chị em được biết tới kênh hoa lan, vườn lan Trung Mạ Cao Bằng với nền móng phát triển rất là lâu đời rồi, à rất là lâu lâu năm rồi, rất là lâu năm rồi, em xin lỗi, rất là lâu năm đấy. Bản thân chủ nhà vườn là em là cũng đã va chạm với hoa lan, em năm nay 37 tuổi thì va chạm hoa lan cũng được hơn rất là lâu rồi, hơn 20 năm rồi. Đấy. Hơn 20 năm rồi.
thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhưng mà cái đấy để hôm nào, từ lúc là cấp 1, cấp 2 em cũng đã biết mang hoa lan để tặng các bạn ở trường này. Đấy, thì nó là trải qua một quá trình nó gắn bó rất là lâu dài với cây lan rừng. Ok, nhỉ, anh chị này. Với thế giới lan rừng nó phong phú đa dạng và với sự phát triển của ngành lan hiện tại bây giờ, em cũng mong rằng là chúng ta đoàn kết gắn bó và mang cây hoa lan rừng đến những cái tầm cao mới. Đấy. Và chúng ta sẽ cố gắng xây dựng thương hiệu hoa lan Việt Nam, hoa lan Cao Bằng nói riêng và hoa lan Việt Nam nói chung, mang những tầm cao và sẽ được Đảng, Chính phủ, Nhà nước khẳng định và công nhận đấy là một cái ngành nghề. Đấy là một ngành nghề, mà nghề nghề đấy rất là đáng quý các anh chị ạ, đáng quý và rất đáng trân trọng. Đấy. Cũng mong rằng là trong tương lai gần này thì sẽ có những cái chế tài và sẽ có những thiết chế nó thuận lợi và nó tốt hơn cho ngành hoa lan nói chung. Và những người làm như chúng em thì hơn ai hết chẳng mong gì hơn, cũng chỉ mong là cái sự quan tâm của tất cả giới chơi lan ở cộng đồng mạng cũng như là anh em chia sẻ thực tế, kết nối, bắt tay với nhau để làm sao đấy đẩy con thuyền hoa lan của chúng mình đến những nhiều tầm cao mới. Video của ngày hôm nay thì cũng xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa thì xin được chúc sức khỏe toàn thể các anh chị em, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đam mê lan rừng và các anh chị em xem video này. Chúc cho chúng ta luôn luôn sức khỏe dồi dào, chúc cho chúng ta một tháng mới sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Cảm ơn toàn thể các anh, các chị, các bạn đã xem hết video này.